Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về ấp Bình Hòa B, xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một biệt thự sân vườn có tổng diện tích là 3.000 m². Trên thửa đất biệt thự sân vườn có 300 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường huyện lộ 27 khoảng là 100 m. Con đường này rộng khoảng là 3 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 7 chỗ rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng. Mình cách khoảng 1 km. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm ha. Xung quanh đất biệt thự sân vườn thì gia chủ đều cấm trụ và đã hàn sắt hết luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 32 m và có chiều dài là 94. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này nha anh chị. Mình đo thẳng qua bên kia là 32 m. Phía trước thì gia chủ xây tường cao khoảng 5 tấc và phía trên thì hàn sắt hết luôn anh chị. Ở cổng rào thì gia chủ cũng ốp gạch và hàn sắt lại hết luôn anh chị. Ở đất và nhà của mình thì cũng tương đối cao ráo và bằng phẳng. Ở đất thì không màu mỡ nha anh chị, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị cô chú mình mua về để nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Cây ăn trái thì em thấy gia chủ trồng đủ loại hết luôn anh chị. Về thì anh chị mình khỏi cần trồng thêm luôn nha. Phía trước thì mình có một cái vườn thanh long nè anh chị. Khu này thì anh chị về nghỉ dưỡng rất là mát mẻ luôn nha. Ở đây thì hệ thống camera thì gia chủ cũng đã gắn sẵn luôn anh chị. Và điện năng lượng gia chủ thì cũng gắn sẵn hết. Ở bên hông thì mình còn một con đường rộng khoảng 1m2 nha anh chị. Đất và nhà của mình thì tới ngay chỗ này là 32 m. Ở bên đây thì gia chủ xây tường khoảng 5 tấc và phía trên là anh chị hàng sắt hết luôn. Cột thì gia chủ sơn và đã đi bê hết luôn nha. Đường thì anh chị mình di chuyển là đường xe ô tô 7 chỗ nha anh chị, rất là thoải mái. Để em di chuyển vào bên trong để anh chị mình xem và tham quan ha. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn biệt thự sân vườn này. Để anh chị ở xa mình về đây thì cũng không mất thời gian nhanh gì. Phía trước thì gia chủ có trồng 2 cây mai vàng hai bên anh chị. Ở bên trong thì mai vàng rất là nhiều luôn. Ở gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị luôn nha. Còn bên đây thì trồng mận nha anh chị, nhãn tiêu sồn, dừa. Không gian ở phía trước nè, ở gia chủ thì đang trồng một số mai và bông móng tay nè anh chị. Bên kia thì trồng xoài. Ở video này thì em quay cũng hơi dài một tí nha. Em cũng mong anh chị mình xem thật là chi tiết để anh chị mình ở xa về đây thì cũng không mất thời gian nha anh chị. Đất và nhà của mình thì vuông vức luôn.
không bị thấp hậu nha anh chị, rất là đẹp luôn á. Bên đây thì trồng mít nè, xoài. Còn bên đây thì trồng một số bông giấy nha anh chị. Bên đây thì nhãn tiêu xuồng nè, rất là nhiều cây ăn trái luôn chị. Về đây thì anh chị mình khỏi cần trồng thêm luôn nha. Còn bên kia thì mình có một cái nhà mát nha anh chị. Còn bên đây thì mình có một cái ao cá. Căn nhà của mình thì gia chủ lợp mái ngói nha anh chị. Ở đây thì thửa đất, căn nhà thì gia chủ đang cất về hướng tây bắc nha anh chị. Đất của mình thì quay về hướng tây nam. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho anh chị di chuyển về đây khoảng 10 km là anh chị tới ha. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 58 km là anh chị tới. Ở đây thì điện nước, wifi thì gia chủ đã vô sẵn rồi anh chị. Những đồ trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị luôn nha. Cửa của mình là sử dụng cửa sinh pha nha anh chị. Mình có cửa màng nè. Bên trong thì mình có một cái cửa kéo nữa anh chị. Còn khu vực này là không gian phòng khách của mình. Trần thì gia chủ đóng thạch cao. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên của mình. Bên trong thì cũng lót gạch cho anh chị. Tường thì lót khoảng 1m8. Trên trần thì gia chủ đóng la phong. Bên trong thì mình có bộ dán nha anh chị. Bên trong thì mình có nhà vệ sinh đầy đủ luôn anh chị. Bên hông thì cũng thiết kế một cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Bên trong thì mình có máy lạnh luôn nha anh chị. Tường thì phía trên sơn và đã đi bê hết rồi anh chị. Còn bên đây thì mình có tủ quần áo nè, ghế dựa nè anh chị, đầy đủ hết luôn nha. Còn bên ngoài thì lót gạch cho đến mí la phong nha anh chị. Trước tiên thì anh chị mình xem bên ngoài ha, rồi em sẽ di chuyển từng phòng để anh chị mình xem và tham quan luôn. Ở đây là phòng ngủ thứ hai của mình. Ở đây là phòng ngủ thứ ba của mình nha anh chị. Còn ở khu vực này là không gian nhà bếp của mình. Dán lên tới mí thạch cao luôn anh chị. Còn bên đây thì mình có máy giặt nè. Nó đầy đủ hết. Và nhà vệ sinh bên trong luôn. Phòng vệ sinh. Còn bên đây cái nhà kho nữa anh. Còn bên đây thì còn một cái nhà kho nữa nha anh chị. Đó, anh chị mình có thể nấu nhà bếp khu vực bên đây cũng được luôn. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 6 tỷ 200 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha.
hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà vườn trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Về đây thì anh chị mình cũng không mất thời gian nha. Bên đây thì gia chủ đang trồng mít anh chị, mảng cầu rất là nhiều luôn. Bên này thì có mận nè, có bưởi, có cóc, đầy đủ hết luôn nha anh chị. Còn ở bên đây thì mình có một cái nhà mát. Dưới nền thì gia chủ đều lót gạch hết luôn nha anh chị. Ở nhà mát của mình thì gia chủ chỉ hàn sắt thôi. Và bên dưới thì lót gạch hết luôn. Ở bên đây thì mình có một cây vú sữa nè anh chị. Đây thì vườn kiểng mình á, em thấy rất là nhiều luôn. Ở bên đây thì mình có mai thứ phí nè. Ở đây thì một cái hồ cá. Ở gia chủ thì đều gắn năng lượng hết luôn anh chị. Bên đây thì trồng su đủ, lê kima. Ở đây thì bên dưới đang nuôi cá rất là nhiều luôn nha anh chị. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị săn lấp mặt bằng, xây nhà vườn lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Xung quanh đất căn biệt thự sân vườn của mình thì gia chủ đều cắm trụ và ranh giới rất là rõ ràng nha anh chị. Phía sau thì mình có nhà vệ sinh. Ở đây thì chủ có ngang lại một cái hàng rào B40 để anh chị mình nuôi chó rồi nè. Anh chị mình không cho di chuyển ra phía sau của mình ha. Phía sau thì gia chủ đang trồng dừa sim nha anh chị. Ở dừa này thì khoảng 3 năm rưỡi đến 4 năm. Ở dừa này thì cũng dừa tơ thôi. Và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch luôn anh chị. Về đây thì anh chị mình nghỉ dưỡng, có vườn dừa, anh chị mình cũng có thu nhập luôn ha. Gia chủ thì nói có khoảng 85 gốc dừa sim nha anh chị. Trên đất thì đều có máy hút nước nè và hệ thống bếp quay có tự động luôn nha anh chị. Ở đường xá thì anh chị mình di chuyển là đường xe ô tô và cũng gần trung tâm thành phố Mỹ Tho luôn anh chị. Bên đây thì motor để bên đây nha anh chị. Bên trong thì trồng chuối nè. Nói chung thì cây ăn trái em thấy thì đủ loại hết. Vậy thì anh chị mình khỏi cần trồng luôn nha. Ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Dùng đất này là đất thịt nha anh chị. Nói chung thì thửa đất và căn nhà của mình rất là đẹp luôn. Khu này thì anh chị mình nghỉ dưỡng là ưng ý của anh chị. Nó vừa nhiều quá nên em chỉ quay sơ sơ để anh chị mình nắm thôi ha. Anh chị mình có thể xuống anh chị mình xem trực tiếp luôn và gặp chú để anh chị mình trao đổi giá tốt nhất để anh chị mua ha. Có những cái cảnh mương này nè, em thấy thì bên dưới gia chủ thì cũng đang nuôi cá rất là nhiều luôn anh chị. Ở
Đó, dừa của mình là dừa tơ, đang cho trái luôn nha anh chị. Đó, bên kia thì có xe gào hết luôn nha. Đó, phía sau thì anh chị mình có một cái mảnh vườn như vậy á, anh chị mình nghỉ dưỡng là tuyệt vời nha anh chị. Anh chị cũng thông cảm giúp em nha, tại vì dừa anh chị rất là tốt nên em không có di chuyển ra phía sau để anh chị mình xem tham khảo được. Chung thì em quay như vậy thì anh chị cô chú mình cũng nắm được 95%. Hiện ngày gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp với giá là 6 tỷ 200 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi giá tốt nhất để anh chị cô chú mình mua về để nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Đây là tổng quan thửa đất căn nhà vườn, anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.